Rồi. Con cứ nói lát ba dịch lại cho nha. Gần này ngủ gần tới 9 giờ sáng luôn. Đúng không? Rồi, để ba dịch nha. Rồi, giờ ba dịch nha. Kính chào ông bà cô chú bác. Dạ bây giờ là 9 giờ sáng mùng 2 Tết. Đáng lẽ ra là ngày hôm qua là con với ba con quay một clip để chúc mừng ông bà cô chú bác năm mới. Dạ, nhưng hôm qua con bị sốt nhẹ và con ho. Con hơi đừ, con quậy suốt đêm giao thừa luôn. Còn hôm nay thì con trộm vía là hôm nay là con khỏe rồi, cho nên bây giờ là con mới ngủ dậy. Đó. Rồi bây giờ con chuẩn bị con thay đồ đẹp, con lau mình lau mẩy sạch sẽ rồi con với ba con sẽ ngồi mòn chúc Tết ông bà cô chú bác năm mới nha. Ông bà cô chú bác cái mùng 1 có đi đâu chưa? Năm nay ông bà cô chú bác có lì xì nhiều không? Nếu ông bà cô chú bác chưa có lì xì thì ông bà cô chú bác cứ gửi tiền lì xì cho con nha. Hôm qua có mấy cô chú công ty của ba con tới chúc mừng tới hết ba con mà không ai lì xì cho con hết. Nói đùa chứ hôm qua lì xì con ít quá. Với lại hôm qua con ngủ ly bì các cô chú đến rồi con không có ra chúc Tết được. Rồi bữa nay con khỏe rồi. Các cô chú nào chưa đến thì cứ đến nha. Và đừng quên mang theo bao lì xì nha. Còn mong là còn Tết nha. Đúng không? Ba dịch con rồi, ba dịch ý con đúng không? Rồi con thay đồ đây cho mẹ thay đồ. Ê, em bé ơi, em bé ơi. Em bé ơi, Hôm qua anh hai con. Hôm qua anh cả con về nữa mà anh cả con sáng nay đi về sớm quá. Không ở lại chơi với con. Ha. Hôm qua mấy cô đến quá trời. Mấy cô nựng con quá trời luôn. Hôm nay mặt con xệ xuống một cm nữa rồi. Ôi trời ơi, lấy điện thoại ba. Rồi rồi thôi con thay đồ đi lại xuống Thôi nha. thôi quên, để con quay ba đi. Đừng quay con nữa. Để con quay ba cho. Ba hỏi quay con đi. Xuống đây mẹ cho. Đây đây là bộ đồ vía của con sáng mùng 2 Tết đây. Hôm nay con rất là vui. Sao biết con vui? Lần đầu tiên con ngủ dậy mà con thấy có ba con nằm kế bên. Thiệt luôn á chứ. Trước giờ con ngủ dậy là con mở mắt ra là ba con đi mất tiêu. Toàn thấy mẹ thôi. Chán Rồi lắm. xong rồi tối lúc mà cái con ngủ thì ba con mới về.
đúng không? Ta nói đúng không? Papa. Cái nào muốn vô, cái nào muốn vô của con đó, rồi cạp con sâu, cạp con sâu màu sâu yêu thích của tôi à. Rồi mẹ đang lau mình cho con ha. Papa. Đó, con cười là con cũng con chúc ông bà cô chú bác một năm mới tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Đúng không? Xíu nha. Cho đẹp trai nè. Chờ bớt thuyết. Vậy. Trời, thấy chưa? Hay quá. Đây, đây, đây bộ đồ của con đây. Bộ đồ dĩa. Bộ đồ dĩa của con đây. Wow, quá dữ. Oh. Ông bà cô chú bác thấy bộ đồ dĩa con dữ dằn không? Nhìn mẹ kia, nhìn mẹ kia, nhìn mẹ kia. Rồi giờ ba, hai cho con mình chúc Tết nha. One, two, three, action. Ok. Sao, chúc sao. Rồi con, bên tay lại. Bên tay lại. Nhìn con nhìn ra ngoài kia không hả? Thấy thấy cây mai nhiều quá hả? Mai quá trời mai, đẹp quá nè, trời đẹp. Nhìn mẹ này, nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ kìa. Tiger. Rồi, okay, rồi. Peekaboo. Lụm cho con hả? Hả? Lụm cho con cái đồ chơi kìa. Đây mẹ lụm nè. Đây. Rồi thế nè, rồi chào nè. Rồi. Phân tay lại nè, phân chỉ nè. Rồi khoanh tay lại nha. Rồi mẹ gặp cho nó nhìn đây. Rồi ok. Rồi con khoanh tay lại nha. Rồi. Cười. Nhà tới lấy hả? Định nhà tới lấy hả con? Dạ rồi, đầu năm năm mới à. Rồi con nói bà dịch nha. Dạ. Kính chào ông bà cô chú bác gần xa. Hôm nay là ngày mùng 2 năm Quý Mão. Con Tiger và ba con kính chúc ông bà cô chú bác một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm đánh đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Rồi con cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và năng lượng, tràn đầy năng lượng đến tất cả cô, các cô chú là thành viên của đại gia đình Điền Quân, của tụi con, của ba con, của anh em con, đúng không? Con cảm ơn các cô chú bác, ông bà cô chú bác luôn luôn yêu thương con và để ý con. Tiếp, tiếp, ha, ok. Vua, dạ hôm qua hôm nay hôm giao thừa tới với hôm qua mùng 1 con hơi hơi bánh bèo, con bị sốt nhẹ rồi con bị ho, thành ra là con không có thể, con không có quay clip cùng với ba con để chào ông bà cô chú bác năm mới. Hôm nay con khỏe rồi, dạ, con quay trở lại đây. Rồi, con cảm ơn tất cả các ông bà cô chú bác luôn luôn yêu thương ủng hộ gia đình nhỏ của con và cũng như gia đình lớn của con. Rồi, con ngày hôm qua con rất là vui, con thấy các cô chú đến rất là đông, rồi rất là vui, rồi cũng có lì xì cho chị em con nữa. Rồi, hôm qua thì ngày đó rất là đông đủ, cả nhà tụ họp,
À, có anh hai con, có anh cả con về nữa mà. Mà là anh cả về nhanh quanh nhà xong anh cả đi rồi, anh cả không có chơi với em gì hết. Rồi anh cả mà, nay mai về anh cả rảnh vậy về chơi với em nha. Hôm qua em hơi mệt, em nằm ngủ hơi sâu. Đây gọi mẹ về. Rồi con giờ là con riêng lời chúc của con nè. Rồi con kính chúc ba mẹ, con kính chúc ông ngoại, ông nội, bà nội, ba mẹ cùng tất cả các anh chị em trong gia đình mình thật là dồi dào sức khỏe. Dạ. Và gặp mọi điều tốt lành, may mắn, và mọi người nhớ phải thương con, phải cưng con thật nhiều, tại vì con là em út trong nhà, út ít, út mót nghe, nên mọi người cả nhà mình phải thương con nha, phải chiều con nha, nếu mà con có Mà nó nhiều. nếu mà con có lâu lâu con nhõng nhẽo một chút đó, thì mọi người cũng phải thương con nha, đúng không? Nhưng mọi người không được la con nha, con mới có mấy tháng, con mới có 8 tháng mà la con hoài, đúng không? Được chưa? Rồi và cuối cùng thì một lần nữa con xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả ông bà cô chú bác yêu thương con, hoành tặng lại à đi hai ba hai ba à. Dạ vậy thôi, xin chào tạm biệt ông bà cô chú bác, chúc ông bà cô chú bác có một cái Tết đoàn viên và vui vẻ và ấm áp hạnh phúc cùng với gia đình và người thân yêu. Rồi xin chào, con xin chào tạm biệt. Có Đó, nhìn đưa mẹ tay không? bye bye kìa. Bye bye kìa, bye bye kìa, bye bye kìa. Bye bye. Bye.